sáng sớm bây giờ chạy vô thành phố để sạc pin xe máy, xe hơi mà mình đi sạc bằng xe máy xong rồi mình gặp một đàn voi đi giữa đường lạnh lắm nhưng mà chị thấy voi vậy cũng vui đó. Mới ướp có trứng luộc đó, ướp vô quán này có trứng luộc thịt. Bữa sáng dành cho 4 người đấy ạ. Xin chào Pokhara. Đi tới đồng lễ hội hết á. Tụi mình ăn nhẹ rồi về phòng nghỉ ngơi. Góc nhìn đạo diễn. Hôm nay ngày tiếp theo tụi mình đi tới Pokhara. Hôm nay là một ngày rất là su cà nê với tụi tôi. Tại tụi mình đang đi bộ trên đường gì đó ở Pokhara Lakeside. Đang trước festival, có festival gì đó đối chị là gì không biết. Tụi mình chỉ biết chơi thôi. Ok. Từ hồi đi sáng nay 3 giờ bây giờ mới đi ra buổi đêm xong rồi enjoy kiểu này. Tại vì tối mai ở đây sẽ tổ chức bắn pháo bông đón chào năm mới cho nên mọi người tụ tập về đây rất là nhiều. Cái này nóng nè. Order thử cái này ăn không? Biết không? Nhiều vậy? Đây cái hộp gia vị của cá này. Tôm 3 tuần rồi tao không được ăn tôm. Trời ơi, trời, coi cá nướng nó bán nè. Nó cũng được. Vậy hả? Ok. Happy New Year. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi mọi người ạ. Bây giờ đi qua đền thì nè. Thuê một thuyền vậy là ê cái đền gì ở trên đỉnh núi mà em nói kìa bé. Đó. Ê, có nào là nó vậy? Còn đi bộ cũng được, đẹp quá. Mà qua hướng này nè, xong hai đứa dắt nhau ra hướng ngược lại quay hồ. Xong đi thuyền luôn.
được. Cô bay theo khu vực đi nhé. Mặt trời, mặt trời đâu rồi? Mặt trời ở đâu? Mình đã lên đền ở giữa đảo nhỏ giữa hồ rồi. Bây giờ tụi mình sẽ quay lại bờ nha. Đây, sáng nay tụi mình sẽ ăn ở quán này. Bữa sáng của tụi mình đây ạ. Bây giờ mình sẽ lên đường đi đến chùa Hòa Bình Thế Giới nha. Cái này vừa cho bá luôn, không biết ăn như thế nào mới xong luôn ấy. Món này ngon kinh khủng luôn ấy mọi người. Rồi, hôm nay mình đi con ăn bơi cho bây giờ tụi mình sẽ vào nhà hàng Trung Hoa này để dùng bữa tối. Tôi sẽ gọi cái Kasang Special tên thúc gì đó, không biết nó là cái gì. Cái trà hoa nhài. Đồ ăn ở quán Trung này nêm nếm rất hợp với khẩu vị của người Việt Nam, mọi người nên ghé thử nhé. Bây giờ là trong nghe rồi. Đĩa trái cây thập cẩm đầu tiên mà mình ăn ở Nepal bàn ấy. Tụi mình tranh thủ chụp một bức hình rồi đi xem bắn pháo bông đây. Thì tôi ăn kem với cái thời tiết cũng 12 độ nên tan mấy rồi. Vui chơi xong rồi tạm biệt Pokhara, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.